Mến chào quý vị đến với kênh Hello Tiền Giang. Hoa xin chúc quý vị có một ngày mới thật là vui vẻ và thật nhiều sức khỏe. Hiện tại thì Hoa đang có mặt tại chùa Minh Đức ở phường Bình Trưng Tây, quận 2, thành phố Hồ Chí Minh. Và cây sao này thì là cây sao cuối cùng của trong chùa này. Thì ba của Hoa và nhóm ba của Hoa sẽ cưa mé nhánh và cưa đôn đọt cây sao này để cho nó không có bị cao nữa, cản gió, là khống chế độ cao của nó. Cái phần tán lá rất là lớn luôn, nó nằm sát bên nhà người dân đó. Đây thì giáp ranh giữa nhà chùa và nhà người dân, rồi sợ nhánh nó gãy nó rớt xuống bên kia thì rất là nguy hiểm. Do ở đây có nhiều con sóc á, nó cạp trên phần da của cây sao á, thì nó dễ gãy lắm. Hoa xin mời quý vị cùng theo dõi xem ba của Hoa và nhóm sẽ cưa cây sao này như thế nào nha. Hoa đã lên được mái nhà, thì ở dưới phần gốc thì lên tới trên mái nhà thì khoảng 5 mét, và ở phần trên thì cũng còn rất là cao luôn. Có cái sắt thì nhánh này nhánh khô luôn. Thì chắc là ba của Hoa sẽ cưa nhánh khô này bỏ trước quá, để cho mấy phần trên nó bị vướng. Thank you.
hoa cho quý vị xem cái phần phía bên nhà bên kia. Lên phần trên thì nhánh rất là nhiều rồi, ba cô hồi mở cái móng leo ra. Mấy cái sao ở ngay đây không biết sao mà nó bị gãy ngang đọt không. Nó có phần đọt nó mất tiêu rồi, còn nhánh ở bên thân không? Bên thân phần thân rồi. Không xuống đi đổ về. Còn hoa đứng ở phía dưới này cũng không biết ở trên mái nhà đó có gì ở phía trên không nữa. Hay là ba của hoa cưa cho nó cao hơn ở phía trên. Hôm nay đi với ba của Hoa thì có chú Dân, chú Tâm và em Cường. Thì đều lên máy ở phía trên mái nhà để phụ với ba của Hoa luôn rồi. Cắt mấy phần nhánh nhỏ nhỏ xong rồi quăng xuống phía dưới. Nhón hai ba vòng. Do là bao của Hòa phải cưa nhánh này trước nè, mới treo cái phần dây bên đây nữa. Quấn hai ba vòng ở trên.
nhà nóc nhà kiến. Bà cô Hoàng nói là nóc nhà kiến. Chắc kính giống cửa sổ nè hả bà? Kính giống phần cửa sổ dưới này luôn. Bao sáng. Có để ý thấy là ba cô Hoa đã cưa dạt mặt cái phần nhánh thôi, do là cây này chỉ cưa mấy nhánh thôi để khống chế độ cao và tránh cản gió nhiều quá nên chỉ mấy nhánh chứ không có cưa bỏ. À, đây là cây sao mà da đen thu giống như đây chét nhớt lên. Cây sao này thường thì ở sống trong những khu rừng rậm, chứ ở quê hay là ở thành phố thì thường trồng những cây sao da láng để lấy gỗ. Hên không sao, nhánh kế bên nó phát. Dạ không. Em còn nó tính đưa cái đầu vô đỡ rồi mà thôi. Tôi nghe gắt đã trở rồi là ông ngước cái đầu lên rồi là ông la nữa rồi, thế này cũng gớm à. Sao không lấy đầu đỡ cơ?
Ủa nãy nói lấy đầu đỡ mà. Vậy là cái phần nhánh này ba cũng hoa chừa hai cái phần tược nhỏ nè. Bài vô thân cây. Rồi ông chừa những dứ rồi. Các bạn đó đúng không? Ờ, ba đi mạng đó. Không tới. Thầy hả, ta đo rồi chứ nói gì vậy? Cái cái gì? Hả? Ai chứ phụ? Ông chứ phụ mà ông đo rồi không cãi hả? Trời ơi, cầm cây nó thấy ghê quá. Giỡn rồi, đâu có dám cái đâu. Ba cầm ta đi. Thôi bỏ đi. Cãi hả Cương? Dạ. Ba của Hoa có nhắc nhở em Cường là nhánh này nó nặng. Quá dữ. Còn nhánh đó ba của Hoa không cưa mở miệng là nện vô trong vách tường này nhiều hơn nữa đó. Phần nhánh nó dài quá, ba của Hoa sợ nó nện vào vách tường nữa nên kêu chú dân đi xa ra để dịnh giữ lại phụ. Có vậy không ba? Ba có dây không? Ở trên kìa. Yeah.
Còn nhánh này thì nằm trên hai cây sao nhỏ phía bên dưới luôn, mà nằm gieo qua bên kia nữa. Từ từ thôi chú Dân ơi. Dạ qua đây nè. Đi trang chỗ nãy á. Đi dạc góc đó. Ừ, đi vô lại chỗ nãy đi. Xuống xe đoàn con dây qua giờ. Mày hỏi chị vô đó nó quay vô đó. Đi gịch tụi đó. Ủa? Ở đây nó dưới nhắn dưới nè. Rồi. Từ đấy kiếm hết lòng qua nhìn. Từ từ chứ Dân. Đã luôn chú. Cái đợt, phần đầu còn quá lớn luôn. Hình như ba cũng hồi cột 2-3 nhánh này sao? 2 nhánh. Kích dây vô.
Rồi ba của Hoa cột cái phần nhánh ở phía trên, xong rồi giữ sợi dây để cột luôn phần nhánh phía dưới. Sẵn nâng đỡ trọng một cơ thể luôn, cho cái nhánh này quá nhỏ. Nếu mà không có giữ sợi dây thì nó sẽ dễ bị tét nhánh. Nếu mà cái này cưa nguyên phần đọt thì nó sẽ nện qua bên cái máy kính ở bên kia. Ba của Hoa đã cưa dạt mặt rồi, chắc là sẽ chừa mấy phần nạn đó, còn mấy phần nhánh ở phía trên sẽ cắt bớt nữa. Cho là giục dây rồi nên phải rút xuống rồi kéo lên lại, đổi đầu dây khác. Ở trên cũng chéo nữa kìa. Xả dây ra kìa. Ba cũng hòa cục hai nhánh nhưng mà treo cái phần nhánh thì là ở phía trên gần cái ngọn. Cộng nó ông cột hà ông trừ hai ông nhân sợ nhánh nhỏ gãy đó. Ông cắt trước luôn. Từ đó gại nạn đó chú. Từ đó gại nạn đó. Kéo qua chú Dân ơi. Rồi xả dây. Bảy xả vô trong luôn. Rồi qua bên này. Qua đúng chú được. Chú kéo giùm con cái anh. Chạy xa càng tốt. Cứ đừng đi.
nhờ chú Tâm Phật tử ở trong chùa kéo dây ở phía dưới đất lại. Chạy xuống đi. Ủa, ra, dân ơi. Ủa, chú hài ngắn cái kéo nè, kéo 1, 2, 3 đừng 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 có giặt chịu luôn á. Rồi, kéo kéo nó ra, kéo nó ra. Rồi, chịu luôn, chịu luôn. Rồi, 4 giây được rồi, 4 đi. Rồi, xả những phần nhánh bên nhà của người khác thì bao cái hoa đã cưa như vậy là xong rồi đó. Bây giờ đổi đầu dây qua bên phần bên nhà chùa. Hoa của Hà còn 2 nhánh lớn luôn à. Thì hồi nãy ba của Hà có nhờ lấy thêm một sợi dây dù nữa. Thì không biết sẽ treo dây ở ngay chỗ nào đây. Cầm con dây đi là phải cứng con dây. Ba sử dụng dây dù treo 2 nhánh đó luôn hả ba? Dạ. Ba cũng hơi sợ cái nhánh nó gãy tét vào trong thân chính đó, nên cột đỡ cái sợi dây dù nữa. À, quý vị thấy cái phần nhánh phía trên nè. Ba của Hoa treo cái nạn nhỏ xíu như vậy nè. Sợ là tét nhánh á. Do là phải né những phần nhánh phía bên dưới ba của Hoa chừa rồi á. Nên phải treo ra xích ngoài xa một chút. Dạ. Nhánh trên nó cản hồi nãy nó bị sức tét nhánh. Chú đi dây xong vừa một xong là chú tích cứng rồi đó. Oh,
nhánh ngay sau nó còn dài, nó không có xuống, nó không bị gãy. Ngoài phần chắp đọt này có một ổ sóc mà. Cái ổ sóc làm rất là cứng luôn mà, chắc chắn. Bây giờ nó không bị xúc ra. Còn là cay không? Kéo lên. Có mà xích quá ha. Chứ đây lẻ nhẹ rồi xuống rồi đó. Đâu sáng trong trường chứ. Sáng trong trường. Rồi kéo ổ sóc xuống dưới luôn quá. Thôi, đây mà sáng cái gì? Không đủ dây mà Ừ. Cô Hoa kích dây bên phần nhánh hồi nãy ba cô Hoa mới vừa cắt. Ủa? Để nó vuốt vô thăm luôn không? Rồi.
rồi vậy là ba của họ đã cưa xong rồi. Nếu mà hồi nãy giờ ba của họ cưa hạ gốc á, có thể là đã xong rồi đó. Này giờ treo dây và chừa nhánh rất là nhiều. Do là ba của họ phải chừa mấy phần nhánh che bóng mát nên cưa rất là lâu luôn. Còn dây đai bên đây nữa nè ba. Ba của họ có làm cái thòng lọng để vào cái phòng đùi và đu xuống. Ừ. Ở phía dưới em Cường có lọn cái sợi dây vào cái nhánh cây nè, đã đỡ đau tay với lại là chịu sức lực của ba của họ nữa, chịu cái trọng lực. Rồi xong. Hồi sáng giờ làm cái cây này 3 tiếng đồng hồ đó. Bà của Hòa cũng đã cưa xong cây sau. Đây Hòa quay lại toàn cảnh những cây mà bà của Hòa đã mé cho quý vị xem. Cưa mấy nhánh và đôn đọt. Tôi cũng xin tạm dừng video tại đây. Hẹn quý vị vào những video tiếp theo. Nếu thấy video này hay thì cho Hoa xin một nút like và chia sẻ. Và đừng quên để lại bình luận bên dưới để góp ý cho kênh của Hoa nha. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều.